Chào em nha, nay ta sẽ cùng nhau đi tìm đồ chơi nha. Ta sẽ mang theo một cái giỏ đi đấy. Cùng ra này xem có đồ chơi gì không nha. Ý, ở đây này các em ơi. Xem nào. Wow, rất là nhiều đồ chơi này. Đó, cả máy bay luôn nha. Ta sẽ cùng xem nào. Ê, chiếc máy bay này dính rất là nhiều bùn đất này. Ta sẽ nhặt các cái món đồ chơi này vào giỏ nhé. Wow, một chiếc máy bay rất là to này. Tiếp theo này, khủng long này. Thì đây là hình người hay là hình gì đó các em ạ? Xe cần cẩu này. Đây cũng xe cần cẩu nhá. Ý chà, chiếc xe rất là dài này. Ý, đây là một con sư tử này. Tiếp theo này, xe lu. Một chiếc xe mô tô này. Cho hết vào giỏ đấy. Xe tải đầu kéo nhá. Rất là nhiều luôn. Wow. Chỗ này hình như vẫn còn xe này. Xe tải này. Ê, rất là nhiều luôn nhá. Máy bay này. Xe cần cẩu này. Xe trộn bê tông. Wow, em cùng xem này. Một giỏ luôn. Ta sẽ cùng đi làm sạch các cái món đồ chơi này nhé. Rồi, ta sẽ cùng làm sạch các cái chiếc xe ô tô này nhé. Đầu tiên này, đây là một chiếc xe tải này. Rồi, đã sạch rồi nha. Xe tải ben này. Cho ra đây nào. Tiếp theo. Một chiếc xe buýt này, xe buýt trường học này. Xe buýt màu xanh nha. Chiếc xe mô tô này. Thì tiếp theo. Wow, đây là xe cần cẩu. Rồi, một chiếc xe cần cẩu màu đỏ nha. Thì tiếp theo. Lại xe cần cẩu nữa này. Xe cần cẩu màu vàng này. Siêu nhân này. À, đây là người nhện nha. Ây cha. Wow. Một chiếc máy bay rất là to này. Rồi, một chiếc máy bay A380 này. Cho ra đây nè. Tiếp theo. Xe tải đầu kéo này. Một con khủng long này, khủng long bạo chúa màu xanh này. Xe lu này. Xe cần cẩu này. Tiếp theo. Đây là một chiếc xe xúc này. Máy bay trực thăng này.
sẽ trộn bê tông. Xe cứu hộ này. Cuối cùng này. Một con sư tử nha. Đó. Rồi các em cùng xem này. Và rất là nhiều đồ chơi luôn. Và đã làm sạch các cái món đồ chơi này rồi nha. Giờ ta sẽ cùng mang cái món đồ chơi về thôi nha. Xin chào các em.